Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa đèn LED bị sáng mờ hoặc là nó bị nhấp nháy bằng một sợi dây đồng. Như các bạn cũng đã biết á, là một cái đèn LED được cấu tạo từ một cái vỉ LED như thế này và một cái bo nguồn LED driver để cung cấp nguồn cho cái vỉ LED này nó sáng. Thế thì đèn LED khi mà nó bị sáng mờ hoặc nhấp nháy á, thì nó sẽ có hai nguyên nhân. Một chính là do cái cục nguồn LED driver này, hai là do cái vỉ LED. Mà cụ thể ở đây là mấy con chip LED trên cái vỉ này á, một số chip LED bị rò rỉ, nó sẽ gây ra hiện tượng là cái đèn LED của các bạn bị nhấp nháy hoặc là đèn LED của mình sáng mờ, sáng yếu á. Thứ nhất thì mình đi tìm hiểu về phần lý thuyết ha. Mình sẽ tìm hiểu về cái nguyên nhân nó do nguồn LED driver. Thứ nhất á, là do cái tọa lục nguồn bị phồng bị phù, nó sẽ làm giảm điện áp ngõ ra hoặc là điện áp ngõ ra không ổn định, làm cho cái đèn LED của mình đó nó bị sáng yếu hoặc là bị nhấp nháy. Khi mình mở cái bo nguồn LED driver ra thì mình sẽ thấy nhất là cái tọa lục nguồn B cộng ở đây nó sẽ bị phồng bị phù. Nó sẽ bị lồi như thế này. Thì những tụ này á, chắc chắn nó bị rò rỉ, nó làm giảm cái điện áp ngõ vào B cộng ha, để cung cấp cho con IC nguồn LED driver. Từ đó nó sẽ làm cho cái đèn LED của mình điện áp ngõ ra không ổn định. Thì ở đây mình quan tâm đến cái giá trị điện dung của tụ và cái điện áp làm việc ha. Như đây mình có 15 microfarad hoặc là những cái con tụ lọc nguồn bình thường như 10 microfarad 400V. Thì khi mà mình thay thế, mình phải tìm cái giá trị điện áp làm việc của nó. Đây là điện áp đánh thủng. Có nghĩa là khi mà cái điện áp của nó lớn hơn 400V thì cái tụ này sẽ bị phồng ha, và nó bị nổ tụ. Thì những trường hợp này á, khi mà thay thế tụ, lưu ý của mình là các bạn chọn cái giá trị điện áp làm việc của nó nè, và cái điện dung của nó ha, điện dung của nó có thể lớn hơn cái chỉ số thông thường. Giả sử như cái tụ lọc nguồn đây nó có giá trị là 6,8 microfarad thì mình có thể chọn cái con tụ là 10 microfarad. Thì đây cái cách kiểm tra tụ lọc nguồn như thế nào. Khi mà mình mua một cái tụ lọc nguồn về hoặc là mình lấy từ một cái mạch khác á, ở đây mình dùng một cái đồng hồ kim mình kiểm tra. Cái thang đo của mình là nhân 100 ha. Mình giả sử đây là cái tụ lọc nguồn của nó bị phồng bị phù, mình thay thế. Cái thang đo ở đây á, mình về thang đo ôm. Các bạn chấm que đo bất kỳ ha. Nhìn kim á, nó nhích lên rồi nó xả xuống là cái tụ của mình nạp xả tốt. Thì mình sẽ lấy cái tụ đó mình thay. Nó nạp xả về không. Mình đảo chiều que đo nó, kim nó nhích lên nó về không. Như vậy là con tụ ok. Là con tụ tốt. Thì mình sẽ kiểm tra và thay thế những con tụ như thế này ha. Cái vấn đề thứ hai là mình nói về cái nguyên nhân là do cái chip LED của mình nó bị rò rỉ. Mình quan sát trên cái vỉ LED, ở trên đây có một vài con chip LED trong mạch nó bị rò rỉ, là nó bị sắp hư. Thì mình giả sử đi, một cái dãy này con LED number của mình nó mắc nối tiếp nhau, nó như công tắc đóng. Thì khi mà mình cấp nguồn vô hai cái đầu LED đó, chân cộng chân trừ, thì khi mà chip LED nó sáng ok là nó sẽ thông mạch, là cái nguyên cái vỉ LED của mình nó sáng. Còn trường hợp trong cái vỉ LED này có một số con chip LED bị rò rỉ á, thì lúc này á, cái con chip LED rò rỉ á, nó sẽ như một cái công tắc, nó dẫn ngắt hoặc nó dẫn ngắt chập chờn. Có nghĩa nó giống như một cái công tắc của mình á, nó tiếp xúc không tốt ha. Đây mình giả sử cái trường hợp cái công tắc của mình là cái con LED nó bị rò rỉ, thì đây nó sẽ đóng ngắt liên tục,
nấp nháy. Khi vị trí cái switch này nè, đó là con led, nó nhấp nháy liên tục thì nó sẽ gây ra hiện tượng đèn led nó bị sáng mờ. Còn đối với những trường hợp mà cái thời gian của nó dài hơn thì nó sẽ gây ra hiện tượng nhấp nháy ha. Thì mình ví như cái con led này nó giống như một cái công tắc, nó sẽ rò rỉ, nó khi mà nó rò rỉ nó sẽ gây ra hiện tượng cái đèn led của mình nó bị sáng mờ hoặc nó bị nhấp nháy. Thế thì cách sửa chữa và khắc phục những cái loại đèn led này như thế nào? Ở đây mình dựa vào hai nguyên nhân là do nguồn led driver và do chip led rò rỉ. Thì trên nguồn led driver thông thường nó sẽ có 3 con tụ lọc nguồn hoặc là 2 con tụ lọc nguồn. Thì mình quan sát trên mạch coi cái con tụ nào bị phù bị phồng á thì mình sẽ thay thế bằng cái giá trị điện áp tương đương và cái giá trị điện dung có thể cao hơn một xíu cũng được, không vấn đề gì. Mình giả sử một cái bo nguồn led driver của đèn led âm trần thì nó sẽ có cái tụ lọc nguồn đầu vào B cộng. Ở đây mình có giá trị là 220 400V. Đây là cái tụ thứ nhất. Mình quan sát coi cái tụ lọc nguồn này nó bị phồng bị phù hay không. Cái tụ thứ hai đó là cái tụ lọc nguồn cho con IC này. Ba con tụ này đều là tụ hóa hết. Cái tụ thứ ba của mình là cái tụ lọc nguồn ngõ ra cung cấp cho vị led ha. Thì trong một số mạch á, thông thường nó sẽ có hai con tụ thôi, tụ lọc nguồn B cộng và cái tụ ngõ ra Vout. Thì đối với những cái mạch mà nó cần sự ổn định cao á thì nó sẽ có một con tụ lọc nguồn ở đây. Vừa trước này nó có mạch bảo vệ rồi mạch chống sét ha, mình không phải nói về vấn đề đó. Thì nếu trong mạch có ba con tụ thì mình kiểm tra luôn ba con. Còn trường hợp trong mạch có hai con tụ thì mình kiểm tra hai con tụ này. Một số lưu ý ở đây á là trường hợp con tụ của mình nó vẫn không bị phồng bị phù, nhưng mà các bạn cũng nên thử tháo ra kiểm tra đo. Mình dùng cái BOM á, mình kiểm tra cái nạp xả của tụ ha. Một số con tụ á trên thân của nó không bị phồng như thế này, nhưng mà nó cũng bị rò rỉ, chất lượng tụ á nó kém đi, nó không có mức độ nạp xả như này. Thì đây khi mà cái kim của nó không vừa không á thì mình cũng phải thay thế những con tụ đó, tại vì những tụ này bị khô ha, nạp xả không tốt, mình cũng thay thế, tại vì nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cái con nguồn led driver này. Thì từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái điện áp ngõ ra Vout của mình. Đây là nguyên nhân do cái bo nguồn led driver nó làm cái đèn led của mình nó sáng mờ hoặc là đèn led bị nhấp nháy. Riêng cái phần bo nguồn led driver, còn đối với những trường hợp mà chip led của mình á nó bị rò rỉ, thì thứ nhất mình sẽ dùng một sợi dây đồng ha, mình để một nối tắt các chip led. Ở đây mình sẽ chú ý đến những cái chip led nó có cái chấm đen ở tim. Cái này là mình ưu tiên mình câu nối tắt trước. Trường hợp mà chip led nào nó bị rò rỉ mà nó bị nối tắt thì nó sẽ làm đèn led nó sáng. Như ở đây mình dùng cái dây đồng mình câu qua cái con led này, thì lúc đầu là nguyên nhân cái con chip led này á nó rồi bị rò rỉ, nó làm cho cái mạch này dẫn lúc ngắt. Thì ở đây mình câu nối tắt lên là tất nhiên câu qua cái con led này, bỏ qua led này á, thì cái đèn led của mình nó sáng lại ha. Thì mình sẽ áp dụng cái phương pháp này để mình kiểm tra coi chip led của mình nó bị rò rỉ, từ đó mình tiến hành mình thay thế ngay vị trí mà mình câu nối tắt á, mà cái đèn led của mình nó sáng á, hoặc là nó hết nhấp nháy á, thì đó là những vị trí con led chip led rò rỉ mình thay thế. Một là mình có thể dùng một sợi dây đồng để mình câu, hai là mình có thể dùng cái nhíp để mà nối tắt ha. Tuy nhiên lưu ý ở đây là mình phải cắt điện, nếu không thì sẽ bị giật nhẹ. Thì một số bạn hay dùng cái nhíp như thế này, mình chích vô, thì thứ nhất mình phải lấy băng keo mình dán, mình cuốn cách điện, chứ không thôi nếu mình chạm vô những con led cần
phải test á, là có thể nó bị giật nhẹ ha. Đây là cái lưu ý về an toàn điện. Mình giả sử mình có một cái đèn led bulb ở đây, rồi mình cấp nguồn vô, mình sẽ kiểm tra cái con chip led nào nó bị rò rỉ. Trường hợp cái đèn led nó sáng như thế này á, đây mình giả sử như cái đèn led của mình lúc này nó bị sáng yếu hoặc bị rò rỉ, thì mình thứ nhất mình có thể dùng cái nhíp ha, mình cuốn cách điện nha. Còn không á, mình chạm vô đây có thể bị giật nhẹ nhẹ ha. Nói chung nó không ảnh hưởng gì đến nguy hiểm tính mạng, nhưng mà nó giật nhẹ nhẹ xíu thôi. Thì đây mình dùng cái nhíp, mình chích vô ngay đầu hai đầu con led. Trường hợp mà cái đèn led của mình á, nó làm cho toàn bộ cái chip led này nó sáng, là những vị trí đó là những con led rò rỉ, thì mình tiến hành mình thay thế ha. Như đây nè, mình giả sử đi, đó, khi mình chấm vào đây á, chạm vào đây, nó làm cho toàn bộ chip led này nó sáng. Đó chính là vị trí mà cái con chip led của mình rò rỉ, thì mình tiến hành mình thay thế những vị trí này ha. Mình tháo ra, mình kiểm tra, mình đánh dấu. Đây là cái cách mà mình dùng nhíp. Còn trong trường hợp mà ở nhà các bạn mình không có nhíp, thì mình có thể dùng một cái sợi dây đồng. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái sợi dây đồng nhỏ ha, loại một sợi á, cho nó dễ. Rồi mình tước, hoặc là mình dùng cái hụt quẹt á, mình hơ đây cho nó chảy phần nhựa ra. Thì cách này cũng đơn giản, nó cũng nối tắt cái con chip led bị hư. Tuy nhiên á, cái này nó không bị giật ha, tại vì bên ngoài á nó phủ một cái lớp nhựa để cách điện, thì mình chích vô thôi. Đây mình sẽ làm cho các bạn thấy. Mình tước ra hai cái đầu để lòi ra hai phần đồng đây. Đó, như vị trí này nè, mình câu mình nối tắt vô đây ha. Chích vô hai cái chân chip led nha. Đó. Nó sẽ mất, mình buông ra nó sáng lại. Khi mà đến vị trí nào á, nó sẽ làm cho cái đèn led này nó sáng á, thì tất nhiên á là cái vị trí chip led đó bị rò rỉ. Thì mình tiến hành mình đánh dấu, mình thay thế đó. Thì dùng phương pháp nối tắt này á, để tìm ra chip led rò rỉ rất dễ ha. Đây là cái loại đèn led bulb. Còn đối với cái đèn mà tiếp Raptor 8 thì mình làm sao? Cái cách làm cũng tương tự, vì đây là hai loại đèn mà phổ thông nhất trên thị trường. Như đây mình sẽ tiến hành mình thử nghiệm cho các bạn thấy cái đèn tiếp Raptor 8 nó cũng tương tự như vậy. Đây là cái vỉ của đèn tiếp Raptor 8 ha, một thanh dài như thế này. Và đây là nguồn led driver của nó. Thì mình cung cấp nguồn. Trước tiên á, khi mình kiểm tra cái bông nguồn led driver này nó ổn định, nó không bị phồng bị phù cái tụ nè. Các bạn đo điện áp ngõ ra, nó không có dao động và nó không có bị sụp áp ha. Thì tất nhiên cái bông nguồn led driver này ok. Mình sẽ tiến hành tiếp theo là mình đi tìm rò rỉ trên những cái vỉ led hoặc thanh led như thế này. Như ở đây mình sẽ dùng một cái đầu nối nhanh, mình cấp nguồn vô cho cái nguồn led driver của cái đèn tiếp Raptor 8. Lúc này á, một là cái đèn led của các bạn là nó bị sáng yếu hoặc nó bị sáng mờ, nhấp nháy. Thì mình cũng test tương tự như cái cách làm hồi nãy. Đó, mình để trên một cái mặt phẳng như thế này ha. Rồi mình tiến hành mình cấp nguồn. Mình dùng một cái sợi dây đồng ha. Đó, mình chích từng cái đoạn led. Khi mà đến vị trí nào á, mà cái chip led này á, nó làm cho cái đèn led này nó sáng bình thường, thì đó là vị trí chip led rò rỉ.
đó, mình sẽ test từng con một, mình kiểm tra coi đến vị trí cái con nào mà cái đèn led của mình nó sáng là ok ha. Đây là cái cách khá đơn giản để mình dò tìm ra những con led mà nó rò rỉ. Thì đây là cái cách đơn giản. Ngoài ra các bạn cũng quan sát đối với cái dãy led hoặc cái vỉ led như thế này á, thì mình lưu ý đến cái vị trí mà dấu chấm. Ưu tiên là giờ chọn đầu tiên là cái dấu chấm ha, cái phần đen đen cái này nè. Phần đen đen ở tim giữa là những cái con chip led nó dễ bị chết, sắp chết, nó bị rò rỉ á, nó gây ra hiện tượng đó. Thì mình dùng di đồng á, mình câu mình chích chích vô hai cái đầu của chip led. Nhất là cái những cái con led mà đen đen ngay tim ở giữa. Khi mà nó sáng thì chắc chắn mình phải thay thế cái con led này rồi, hoặc là mình câu di động nối tắt vô ha. Đối với những cái dây led mỏng như thế này của đèn led âm trần á, thì mình cũng test tương tự. Tại vì giữa hai cái đầu led này á, nó có hai cái chân chì, thì mình dễ dàng mình dùng cái sợi đồng mình chích vô để mà phát hiện được con chip led rò rỉ. Khá đơn giản. Rồi là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn sửa chữa được một cái đèn led của mình nó bị sáng mờ hoặc nó bị nhấp nháy bằng một cái nhíp hoặc là một sợi dây đồng. Thì đây mình sẽ có hai nguyên nhân, đó là do nguồn led driver như tụ của mình bị phồng bị phù, nó sẽ làm cái điện áp ngõ ra nó sụt giảm hoặc nó bị chập chờn. Nguyên nhân thứ hai đó là do những cái con chip led của mình trong mạch nó bị rò rỉ, nó cũng gây ra hiện tượng sáng mờ nhấp nháy, nó giống như một cái công tắc của mình á, nó ở trạng thái bình thường á thì nó đóng luôn như thế này và cái đèn dãy led nó sáng. Trường hợp nó bị rò rỉ, nó chập chờn, khi mà nó dẫn nó thông mạch, khi mà nó ngưng dẫn á thì nó ngắt mạch, nó sẽ làm cho đèn led của mình nó nhấp nháy thôi, sáng mờ. Thì đối với những cái nguồn led driver thì mình kiểm tra là trong mạch đó có ba con tụ thì mình kiểm tra tụ, hoặc là hai con tụ. Khi mà mình kiểm tra nó bị phồng bị phù thì mình thay thế có cùng chỉ số ha. Còn đối với những chip led rò rỉ thì mình sẽ dùng một sợi dây đồng hoặc một cái nhíp để mình kiểm tra nối tắt cái chip led. Lưu ý là đối với những con chip led mình quan sát mà nó có cái tim màu đen đen ở giữa thì mình ưu tiên mình kiểm tra mấy con led này trước ha. Rồi vậy là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.